Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với bài học trong chương trình quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Internet và Facebook. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên Đại học Thương mại và chuyên gia về Marketing Online. Tôi đã có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy ở bậc đại học từ năm 2008 tới nay. Và đến nay là năm 2020 rồi đúng không ạ? Như vậy là các bạn biết rồi đó, chúng tôi cũng có một quãng thời gian rất là dài để nghiên cứu về lĩnh vực thương mại điện tử và marketing điện tử. Kể từ năm 2009 thì tôi đã đi dạy cho các doanh nghiệp cũng như là các cá nhân làm kinh doanh và marketing online. Chắc là gương mặt của tôi và những cái khóa học của tôi không còn xa lạ với các bạn nữa, đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có một hệ thống các cửa hàng bán thời trang trẻ em cao cấp, và hiện nay thì chúng tôi đang có 8 cửa hàng trên toàn quốc với một cái doanh số cũng phù hợp, cũng có một cái sự phát triển nhất định trong tương lai sắp tới, chúng tôi sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Thế thì hôm nay Phan Anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một cái bài học là livestream trên Facebook hiệu quả, có thể bán hàng trăm đơn mỗi ngày. Vâng, các bạn có thể mua các cái bộ khóa học của tôi, mua sách của tôi hoặc là mua các chương trình tư vấn của tôi. Nếu mà các bạn đang xem những cái bộ khóa học của tôi rồi thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp nếu như các bạn gặp những cái vấn đề kinh doanh, bán hàng, tăng trưởng doanh số, quảng cáo trực tuyến hay là quản lý đội ngũ hoặc là xử lý khủng hoảng truyền thông. Quay lại với cái bài học ngày hôm nay, chính là cái bài học về livestream làm sao mà cho nó hiệu quả và bán hàng trên Facebook, có thể thu được hàng trăm đơn mỗi ngày. Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi các anh chị và các bạn là liệu các anh chị và các bạn có tin rằng là livestream bán hàng trên Facebook mà chúng ta có thể bán được cả trăm đơn mỗi ngày hoặc là ngàn đơn mỗi ngày không ạ? Tôi nghĩ là chúng ta sẽ đồng ý và câu trả lời có thể là có, đúng không ạ? Các bạn đã chứng kiến ở đâu đó. Có rất là nhiều những cái bạn trẻ bây giờ livestream bán hàng rất tốt, từ vài chục đơn, vài trăm đơn một ngày cho đến thậm chí 2.000, 3.000 đơn một ngày là hoàn toàn khả thi. Vậy thì cái công thức, cái bí quyết, cái kinh nghiệm là như thế nào? Thì các bạn sẽ được chia sẻ bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực online marketing rất là bài bản, là giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Vâng, đây là cái bài viết cũng như là cái video cũng như là cái slide có bản quyền bởi PA Marketing. Vâng, tôi là giảng viên đại học, là CEO của công ty PA Marketing. Tôi cũng tốt nghiệp bằng thạc sĩ MBA của một cái trường đại học MBA của Pháp, và học ngành luật kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội, đúng không ạ? Website là pamarketing.vn. Facebook cá nhân của tôi là facebook.com/phananhonline. Fanpage của công ty là facebook.com/pamarketing. YouTube, các bạn có thể theo dõi trên YouTube, có một số những cái video bài học rất là hay ở trên này, thì các bạn có thể tìm cái từ khóa PA Marketing và số điện thoại của tôi. Ok, đầu tiên để nói về bí quyết livestream thành công có thể có hàng trăm đơn hàng, thì điều đầu tiên tôi muốn nói về góc độ sản phẩm. Các bạn muốn bán livestream được thì các bạn phải có danh mục sản phẩm phù hợp. Đó là sản phẩm có thể là giá rẻ, giá bình dân, sản phẩm có chất lượng tốt tương ứng với cái mức giá hoặc là tốt hơn cái mức giá kỳ vọng, đúng không ạ? Sản phẩm phải đa dạng. Tại sao lại phải sản phẩm phải đa dạng? Bởi vì giả sử thôi, nếu như ngày nào các bạn cũng livestream bán một sản phẩm duy nhất, chẳng hạn như bạn bán một chiếc iPhone hay là bạn bán một cái số lượng mặt hàng nó rất là nghèo nàn, thì cái việc livestream nó sẽ rất là khó khăn, bán nó sẽ rất là khó, đúng không ạ? Vì vậy các bạn có thể bán nhiều sản phẩm, ví dụ như là thời trang là một cái sản phẩm có thể livestream rất phù hợp. Bởi vì thời trang thì nó là quần áo, cái áo này, áo cộc tay, áo dài tay, quần, áo khoác, áo dép, đồ lót, đồ tập. Trong chiếc áo thì màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Thay đổi một cái chi tiết này, thay đổi một cái chi tiết khác đã là thêm được một cái sản phẩm khác rồi. Mức giá cũng rất là đa dạng, từ vài chục ngàn, vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu. Một số người livestream bán hàng hiệu cũng vẫn bán được mỗi ngày 20-30 đơn. Một số người livestream bán những cái hàng 500-700 đến 1 triệu một sản phẩm cũng có thể bán được cả trăm đơn mỗi ngày. Tôi cũng có những học trò như vậy, họ livestream rất là tốt. Livestream thì có ở trên Facebook khoảng 3 năm nay rồi. Và nếu mà các bạn có thể xem những cái buổi livestream tôi bán đá quý, livestream đấu giá, và tôi cũng có những cái khóa học dạy các bạn kỹ năng livestream rất là chi tiết thì các bạn có thể xem thêm. Đó. Các bạn phải thay đổi các cái sản phẩm livestream đa dạng hàng ngày để tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Đấy, và hãy tìm được cái nguồn hàng giá tốt. Nếu như các bạn chỉ có livestream khoảng 5-7 món hàng thôi thì tôi nghĩ một tuần các bạn chỉ live được 1 buổi đến 2 buổi thôi.
Còn nếu mà các bạn mà like theo kiểu hàng ngày, mỗi ngày một số, thậm chí có những đơn vị người ta like mỗi ngày 2-3 số cơ, thì rất là tốt đúng không ạ? Thì bắt buộc các bạn phải có cái sản phẩm như vậy. Ví dụ như là hôm trước tôi xem có những bạn bạn livestream một cái áo, bán cái áo váy hoặc măng tô đồng giá 250.000. Tất cả các mẫu đều rất là đẹp, cũng tương đối là dày dặn, tử tế, cứ 250.000 không phải mặc cả. Chỉ việc thả mẫu, thả số điện thoại vào mua thôi. Mẫu nào cũng 250.000. Thế thì cái đấy cũng rất là tốt. Và cái livestream nó có rất là nhiều ưu điểm ở chỗ là các bạn sẽ không tốn chi phí mặt bằng. Ví dụ như là tôi có thể ngồi ở nhà tôi livestream. Các bạn sẽ không tốn chi phí quảng cáo, bởi vì livestream là miễn phí. Livestream là miễn phí, không mất chi phí quảng cáo. Chúng ta chỉ mất có chi phí nhân viên livestream, hoặc nếu trực tiếp các bạn livestream thì chúng ta gần như không mất gì. Cái mức chi phí đấy rất là thấp và chúng ta sẽ có được cái mức giá rất là dễ chịu cho khách hàng. Vì vậy tôi khuyên các bạn nên livestream. Nếu các bạn đang bán những cái sản phẩm như là ngành thời trang thì các bạn có thể học tôi để tôi tư vấn cho các bạn đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục là cái nội dung số 2 là chúng ta cần phải chuẩn bị thiết bị phần cứng. Đây là cái phần đơn giản nhất để chúng ta có thể bắt đầu một cái buổi livestream, một cái chương trình livestream đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái thiết bị máy tính hoặc điện thoại có cấu hình cao, đời cao. Thí dụ như các bạn có thể sử dụng iPhone X Max hay XS Max, hay là iPhone 11, 12 Pro Max gì đó, Samsung đời cao như là 8, 9, 10 hay Note 9, 10 vân vân đúng không? Rồi. Sau đó thì các bạn cần phải có mạng internet, mạng wifi, mạng 3G, mạng 4G thật mạnh, thật căng đét lên cho tôi. Vì sao? Bởi vì cái đường truyền của livestream nó phụ thuộc vào cái mạng rất nhiều. Nếu mà cái mạng kém thì cái đường truyền nó rất là mờ và nó bị giật. Rồi thì những người xem quảng cáo nó bị, những người xem livestream nó bị văng ra, nó không xem được, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn có thể sử dụng một cái thiết bị như của tôi, nên là iPhone Pro Max chẳng hạn, thì cũng rất là mới và camera rất là đẹp. Đó. Sau đó thì các bạn cần phải sạc pin đầy đủ, đúng không ạ? Sạc dự phòng, sạc điện trực tiếp trên điện thoại, bởi vì chúng ta livestream một buổi có thể lên tới 2 tiếng, 3 tiếng, và một cục pin 100% có thể sẽ không chịu được. Đó. Chúng ta sẽ mua một cái chân máy, để cho điện thoại, nó chỉ khoảng 200-300 ngàn. Nó sẽ có một cái kẹp, nó kẹp để chúng ta dựng xoay cái màn hình như thế này. Chúng ta có thể để chế độ màn hình điện thoại nằm ngang hoặc là để làm dọc, đúng không ạ? Muốn nằm ngang thì chúng ta mở khóa xoay màn hình ra thì nó rất là đẹp, đúng không ạ? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị các bối cảnh để livestream, bối cảnh hình nền sao cho nó đẹp. Thí dụ như chúng ta có thể set up một cái góc. Như tôi ở đây là tôi đang làm, đằng sau là có một cái giá sách, có một cái tivi để phục vụ cho công việc giảng dạy, đúng không ạ? Rất là tốt. Thế còn các bạn có thể là có một cái góc mà có những cái bông hoa, có những cái đồ trang trí rất là đẹp, đánh sáng lên, lung linh lên. Hoặc là nếu các bạn bán quần áo thì đằng sau đấy có thể là kho nhà, nhà xưởng, kho hàng, hoặc là các cái giá kệ để quần áo rất là tốt. Các cái hãng lớn như là các chuỗi cũng hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp bán hàng bằng livestream và giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng. Các bạn tưởng tượng như một cửa hàng bây giờ có 100 người đi qua lại hoặc là 200 người qua lại đi vào shop là rất khó khăn. Thế nhưng mà livestream chúng ta có vài trăm mắt, thậm chí vài ngàn mắt xem là chuyện hết sức bình thường, đúng không? Thì các bạn nên chuẩn bị những cái bối cảnh như vậy, các bạn thiết kế decor và lâu lâu các bạn đổi một chút. Hoặc là đơn giản hơn thì tôi thấy rất nhiều bạn đằng sau là chỉ cần có một cái phông đẹp, hay mặc quần áo thay ra thay vào thế là xong, đúng không? Các bạn có thể sử dụng nhiều thiết bị livestream cùng một lúc. Ở nước ngoài thì hoặc là ở những cái đội mà người ta livestream chuyên nghiệp ấy, đằng trước này có thể 5, 7, thậm chí 10 cái điện thoại tương ứng với 10 tài khoản, tương ứng với 10 các cái nền tảng. Ví dụ như là bạn có thể livestream trên Facebook cá nhân, livestream trên fanpage, đúng không ạ? Thậm chí bạn có nhiều fanpage, nhiều Facebook cá nhân, bạn có thể livestream trên YouTube, vân vân. Đó, thì mình livestream nhiều cùng một lúc thì mình sẽ cùng một kênh nhưng mình có thể giao tiếp được với nhiều đối tượng khách hàng và tăng cơ hội bán hàng cho mình lên. Đó, thì các bạn nên làm như vậy, và với mỗi một cái tài khoản như vậy mình sẽ cần một cái điện thoại và cần một cái chân máy. Và phía trước mình như thế này có thể nó sẽ có hàng 5-7 cái tài khoản và 5-7 cái điện thoại chúng ta mua. Cái điện thoại cũ nó cũng không quá đắt đâu. Nếu mà các bạn có thể xài iPhone 7, iPhone 8 mua cũng không đắt lắm, đúng không ạ? Tôi nghĩ khoảng 8 đến 10 triệu là có thể mua được, và đầu tư cho business của mình nó không quá là khó, đúng không? Rồi, tiếp tục về phần cứng nữa là các bạn có thể là chuẩn bị ánh sáng, đèn, đúng không ạ? Đèn studio hoặc đèn livestream. Các bạn nhớ rằng là cái video này nó đẹp, nó trong, nó sáng,
nó nét là bởi vì nó có đủ ánh sáng. Đấy, thí dụ như là tôi đang ngồi xem cái video này, các bạn đang ngồi xem là trước mặt tôi đang đánh ba cái đèn, mỗi một cái đèn có khoảng 2000W. Vâng, và tất nhiên tôi đang nói là từ góc độ ánh sáng thôi, còn để đẹp hay chưa thì cũng chưa chưa đẹp đâu. Nếu mà cầu kỳ hơn ấy, nó phải có đèn dưới, đèn trên, đèn thậm chí đèn ô đánh xuống, và các cái đèn này còn phải được che bao phủ để cho nó mờ, ánh sáng nó mềm, nó đẹp hơn, đúng không ạ? Thậm chí mình có thể cho một chút ánh sáng vàng vào để cho nó ấm. Đấy, tại vì ánh sáng trắng thì nó tạo ra cái hiệu ứng nó trông nó hơi lạnh lẽo. Ok, như vậy đấy là các bạn đã chuẩn bị xong các cái thiết bị phần cứng để các bạn bắt đầu một cái buổi live stream. Và các bạn cũng cần phải chuẩn bị tâm lý, đúng không ạ? Vâng, đấy, các bạn có thể nhìn đây, tôi lấy một số cái hình ở trên mạng. Background là bán túi thì là một bán túi. Background bán quần áo thì đằng sau là quần áo. Bối cảnh rất là đẹp. Đấy. Rồi thì tiếp tục là các bạn chuẩn bị đến phần mềm. Phần mềm thì các bạn có thể là live stream trực tiếp trên Facebook, phiên bản điện thoại di động, tức là mình live trực tiếp từ điện thoại di động như tôi nói, hoặc là trên máy tính có camera thì tôi đang xài một cái máy tính để chạy slide cho các bạn đây. Tôi xài MacBook. MacBook thì nó cũng có camera cái dạng là full HD đấy ạ, 1080, thì mình có thể live với cái camera của các cái máy tính full HD cũng được, hoặc là mình có thể mua thêm những cái camera webcam rời và mình cài phần mềm trên máy tính của mình chạy cũng được các bạn nhé. Các bạn có thể chạy live stream qua phần mềm OBS và rất nhiều các phần mềm live stream khác chuyên dụng hoặc là các thiết bị chuyên dụng, nhưng mà tôi nghĩ không cần đến mức như vậy, trừ khi là các bạn live stream những cái buổi sân khấu, những buổi ca nhạc rất lớn, đúng không? Rồi, tiếp tục là các bạn là những người mà bán hàng live stream giống như tôi chẳng hạn, đúng không ạ? Cần phải chuẩn bị những cái trang phục đẹp, đầu tóc gọn gàng, trang điểm xinh đẹp một chút, nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nếu như các bạn có vẻ đẹp về ngoại hình, vẻ đẹp về khuôn mặt thì đấy là một lợi thế. Nhưng nếu không có cái vẻ đẹp về ngoại hình và khuôn mặt thì cũng không có vấn đề gì cả nhá, cũng không có vấn đề gì cả. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là các bạn live stream thì đều là những bạn mà có cái ngoại hình rất là ưa nhìn. Thì tôi khuyên là như vậy, đàn ông vẫn live stream được chứ không phải chỉ có đàn bà, phụ nữ, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà tôi nhắc lại là ngoại hình đẹp, khuôn mặt đẹp là một lợi thế. Nhưng bán hàng live stream thì quan trọng nhất nó là giọng nói, mặt khuôn mặt có khả năng tươi cười, kết nối với khách hàng, tạo sự thu hút, chém gió, phần phật, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thực chất là chúng ta đang nói chuyện với một cái điện thoại. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi người sẽ thả bình luận vào và chúng ta tương tác với họ, đúng không ạ? Và các bạn cũng cần phải chuẩn bị kịch bản bán hàng, đúng không ạ? Các công đoạn như là chào hỏi, rồi để làm nóng cái buổi live stream, tặng quà, bán hàng, khuyến mại, chốt đơn, cảm ơn và chăm sóc khách hàng. Các bạn tạo ra các kịch bản như vậy. Đấy, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy những cái hình tôi lấy ở trên mạng thôi. Ví dụ như background đây lại trông nó đẹp, một cô MC bán hàng trông rất là xinh xắn, tươi tắn, đúng không ạ? Thay các cái trang phục ra, ánh đèn đầy đủ, mặc dù như này chưa phải là tốt lắm, đúng không ạ? Chân máy đè iPhone, điện thoại, vân vân, thì những cái người như này cũng chưa phải là những người xuất sắc đâu, đúng không ạ? Nếu mà họ cầu kỳ hơn nữa, họ sẽ phải có những cái thiết bị xịn hơn nữa, đúng không ạ? Rồi, cái bí quyết tiếp theo là các bạn cần phải chuẩn bị cái kịch bản bán hàng, cái kịch bản live stream, đúng không ạ? Thì cái kịch bản bán hàng và live stream phải rất là sôi động, phải rất là biến động, phải rất là biến hóa, nhưng mà có kiểm soát. Chúng ta sẽ làm bảng Excel hoặc là bảng Word chi tiết ra. Trong một buổi live stream chúng ta chạy từ 8 giờ tối cho đến 10 giờ tối, hoặc là từ 8 giờ 30 tối cho đến 11 giờ 30 tối, 2 đến 3 tiếng tùy chúng ta. Thì chúng ta nên chia nó ra thành 30 phút 1, 30 phút 1, 30 phút 1. Và với mỗi một 30 phút như vậy, chúng ta sẽ nói gì, chúng ta bán sản phẩm gì, chúng ta có quà tặng gì, chúng ta sẽ chơi trò chơi gì. Thì tôi khuyên các bạn nên làm những cái live stream và nó có kịch bản chi tiết như vậy. Và sau này chúng ta làm 1-2 tháng rồi, chúng ta quen rồi, thì chúng ta có thể không cần. Nhưng mà thời gian đầu thì chúng ta nên làm như vậy, đúng không ạ? Rồi chương trình sản phẩm đấy, sản phẩm gì ra trước, sản phẩm gì ra sau, phải đưa ra các kịch bản. Nếu mà live có người xem tốt, live có người xem không tốt, ít người xem thì làm thế nào. Các bạn cũng cần lưu ý là thời gian đầu mình like có thể cái lượt xem nó không nhiều, 30-50 lượt xem thôi. Thế nhưng mà mình like tốt, nội dung hay, sản phẩm đến tay người tiêu dùng mà người ta nhận được, người ta hài lòng, thì dần dần
cái buổi live của chúng ta sẽ có cái hiệu quả hơn và cái mắt xem nó sẽ nhiều hơn. Bởi vì cái Facebook cá nhân và cái fanpage của chúng ta có tăng được lượng theo dõi và người ta chờ đón, người ta xem cái live đấy để người ta mua hàng, đúng không ạ? Các bạn có thể chia kịch bản thành các phần như là phần chào hỏi, làm nóng, trò chuyện, rồi thì ép chia sẻ, tặng quà, bán hàng, tư vấn, chốt đơn. Công thức chốt đơn thì các bạn có thể ép người ta là đặt cái mã hàng, số điện thoại và địa chỉ. Sau đó thì các bạn sẽ có một đội telesale đằng sau đó, các bạn gọi telesale chốt đơn ngay tại thời điểm live stream. Nếu mà các bạn live mà số lượng không quá nhiều, chốt đơn ngay, dùng phần mềm để bóc số điện thoại ra, sau đó ẩn comment đi và chốt đơn ngay, tránh bị chúng ta bị cướp đơn, đúng không ạ? Vâng, chúng ta ép chia sẻ live stream thật là khéo và thật quyết liệt, bởi vì đây chính là bí quyết của sự thành công của các cái live stream. Khi mà chúng ta có 500 hoặc 1.000 lượt chia sẻ, đấy các bạn nhìn thấy, đây có những cái buổi live stream mà những cái người bán hàng họ có thể ép share được 8,8k chia sẻ, rất là nhiều, và 28k bình luận, đúng không ạ, 200.000 lượt xem, thì thực sự đấy là một con số rất là khủng khiếp. Như bây giờ tôi mà live stream một buổi mà tôi tư vấn cho khách hàng bán hàng online này nọ thì nó chỉ được cỡ 1.000 lượt xem thôi, đúng không ạ? Và như vậy là 200.000 lượt xem thì tôi đang thua họ 200 lần, một con số rất khủng khiếp, đúng không ạ? Đấy. Và nếu mà các bạn tưởng tượng là nếu như bây giờ các bạn chạy quảng cáo một cái video mà có 200.000 lượt xem thì tôi nghĩ các bạn cũng tốn rất là nhiều tiền. Bởi vì với 1 triệu đồng bây giờ video các bạn chắc tiếp cận được khoảng tầm 3, 4, thậm chí 50.000 lượt. Như vậy các bạn tốn cỡ khoảng 5 triệu để mà có cái lượt xem như vậy. Thế nhưng mà cái lượt xem quảng cáo đấy lại không tương tác trực tiếp giống như live stream. Live stream nó rất hay ở chỗ là nó có khả năng tương tác trực tiếp. Các bạn nhìn thấy một số những cái thông số tôi chụp, một số những khách hàng của tôi họ làm được rất là thành công, đúng không ạ? Đấy, họ để những cái số điện thoại lại, đơn hàng mã bao nhiêu, số điện thoại để mình có thể chốt đơn. Đấy, tức là chúng ta cố gắng ép chia sẻ một cách rất khéo léo, một cách rất quyết liệt bằng cách là gì? Chơi trò chơi, tặng tiền, tặng quà, giảm giá sản phẩm rất sâu. Một số sản phẩm thời gian đầu mình có thể bán lỗ, bán hòa, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục là bí quyết tiếp theo. Chúng ta cần phải đào tạo nhân viên bán hàng live stream, đúng không? Như tôi đã nói là nhân viên bán hàng cần phải nói hay, tự tin, tự nhiên, tươi cười, xinh xắn là một lợi thế, đúng không ạ? Phải hiểu về sản phẩm, phải hiểu về khách hàng, phải hiểu về đối thủ, có khả năng trò chuyện và có khả năng kết nối. Thấy người ta đưa chào hỏi cái, vâng, em chào anh, em chào chị. Lâu lắm rồi Phan Anh không nói chuyện với chị, đúng không ạ? Chị dạo này công việc có khỏe không? Công việc có tốt không? Kinh doanh có vấn đề gì không? Phan Anh có thể giúp gì đó cho chị không? Chị đã nhận được hàng của Phan Anh chưa? Hàng đẹp đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Kiểu như thế. Cái cách mà chúng ta nói chuyện nó rất là tự nhiên, nó rất là hay, nó rất là cuốn hút. Và quan trọng nhất là cái khuôn mặt này chúng ta phải biểu cảm một cái sự vui vẻ, vui tươi, nhiệt huyết để cho khách hàng thấy. Bởi vì thực chất là chúng ta cũng đang bán hàng, nhưng mà chúng ta chẳng qua là chúng ta không bán một ở trên cửa hàng, mà chúng ta bán một lúc hoặc có thể hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người xem cùng một lúc, và chúng ta trò chuyện, chúng ta chốt đơn. Và với những cái sản phẩm giá rẻ, với những cái sản phẩm phổ biến, với những sản phẩm dễ mua dễ bán và cái sản phẩm đa dạng thì các bạn rất dễ là chốt được nhiều đơn, đúng không ạ? Và các bạn cũng phải học cách tung ra các chương trình khuyến mại, quà tặng hấp dẫn, mua một tặng một, giảm giá 30%. 100 người mua cái sản phẩm này thì giá là từng này, 200 người mua thì giá là từng này, 300 người mua là giá từng này. Chúng ta sẽ làm như vậy để ép tăng trưởng doanh số bán hàng, đúng không ạ? Chúng ta nên live stream vào một cái khung giờ cố định và lịch thời gian biểu cố định. Ví dụ như là tối 8:30 hàng tuần từ thứ hai đến chủ nhật. Tức là ngày nào cũng live stream vào khung giờ đấy. Vâng. Và cái kịch bản live stream của chúng ta cũng là đầu tiên là chúng ta ép share, chúng ta trò chuyện kết nối, chúng ta chăm sóc khách hàng cũ, sau đó chúng ta bán các sản phẩm mới, và sau đó chúng ta chốt và cảm ơn khách hàng đã tham gia buổi live stream khi mà chúng ta đã thấy rằng cái lượng xem nó giảm xuống rồi, và đến khoảng độ 11 giờ rồi chúng ta có thể nghỉ. Đó. Thế thì làm thế nào để live stream được 100 đơn mỗi ngày? Điều đấy có ảo mộng không? Xin thưa điều đấy không, đúng không ạ? Thì chúng ta làm gì? Đây là những cái cách khi mà share trong cái group của chúng ta cũng rất là tốt. Tiếp tục, chúng ta sẽ tăng lượng kết bạn trên Facebook cá nhân, tăng lượng theo dõi hoặc lượt thích trên fanpage. Facebook cá nhân hoặc là fanpage mà có cái lượng theo dõi lớn, có uy tín thì là một lợi thế rất lớn. Cứ ngày qua ngày, chúng ta
bán hàng thì chúng ta sẽ có tăng thêm. Và nếu mà các bạn mà cứ tăng được lượt theo dõi trên fanpage thì bây giờ là các bạn thấy là đang rất là thành công. Có những học trò của tôi, ví dụ đầu tiên họ livestream trên một cái page có 30.000 like thôi, nhưng sau đó dần 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 cái page của họ lên tới 200.000 like, bởi vì cái lượt chia sẻ hàng ngày nó sẽ giúp có những lượt theo dõi mới và cái đơn hàng đến thì họ hài lòng, khách hàng họ giới thiệu nhau rất là tốt. Ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp với livestream trên fanpage Tích Xanh và kết hợp chạy quảng cáo trên fanpage Tích Xanh. Thì tí nữa tôi sẽ nói về fanpage Tích Xanh là như nào. Fanpage Tích Xanh là cái fanpage mà chúng ta thấy rằng là đấy là cái fanpage để phân biệt với các fanpage giả mạo. Nó là fanpage mình gọi là official, tức là chính thức đấy. Thí dụ như là Coca-Cola Việt Nam nó có Tích Xanh, hay là Facebook Việt Nam nó có Tích Xanh, hay Honda Việt Nam nó có Tích Xanh. Những cái thương hiệu lớn, những cái thương hiệu nổi tiếng một chút là nó sẽ có Tích Xanh. Tích Xanh không phải là một cái gì ghê gớm cả. Tích Xanh thực ra bản chất nó là một cái tính năng dành cho fanpage hoặc là Facebook cá nhân để xác minh rằng đây là cái người mà official, người chính thức, tránh cái việc chúng ta bị giả mạo, có mỗi thế thôi. Thế trước đây thì người ta không hề quan tâm đến Tích Xanh lắm. Và gần đây thì khoảng độ 4-5 tháng trở lại đây thì Facebook đã cho phép là chạy quảng cáo cái bài livestream trên page Tích Xanh. Cho nên là cái dân tình bán hàng trên Facebook bằng phương pháp livestream, họ rất là thích cái page Tích Xanh đó. Đấy, họ mua, họ thuê, họ xin, họ làm và họ để làm gì, họ chạy quảng cáo. Thì các bạn có thể là liên hệ với tôi để được tư vấn về trợ giúp ở phần này, từ việc chạy quảng cáo cho đến tư vấn về việc là làm page Tích Xanh vân vân. Tiếp tục đấy là hàng hóa thì phải uy tín, phải chất lượng, dịch vụ giao hàng phải nhanh, nhân viên chốt sale và chăm sóc khách hàng phải chuyên nghiệp thì chúng ta mới làm được như vậy, đúng không ạ? Vâng. Rồi, cái fanpage Tích Xanh thì mình có thể là có sẵn, hoặc là mình làm, hoặc mình xin, hoặc mình mua, hoặc mình thuê, mình mượn, mình livestream. Đấy, và sau đó mình chạy quảng cáo cái chiến dịch. Ví dụ như là mình một tối mình có thể chạy quảng cáo khoảng 10 triệu trong vòng 2 tiếng đồng hồ để nó ăn tiền cả cái buổi live của mình 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi như vậy. Đấy, và mình nên đặt sớm lên một chút, mình live. Ví dụ như là lúc đầu mình warm up thôi thì 8:30 mình bắt đầu bán hàng thì mình có thể 8:00 mình bắt đầu live và mình chạy quảng cáo luôn để cho người ta vào xem. Và lúc đấy mình tặng quà, mình chia sẻ. Đấy. Và tài khoản quảng cáo mà để chạy cái này thì phải tài khoản quảng cáo khỏe, mạnh, tức là ăn nhiều tiền, chạy trong thời gian ngắn mà có thể tiêu được tiền ngay. Đây là một cái ảnh mà tôi chụp màn hình là một cái bạn livestream bắn kính. Và lúc mà tôi xem thì bạn ấy có lên tới là khoảng 5-6.000 mắt xem. Bạn ấy chạy trên một cái page Tích Xanh mà của dân Việt Nam người ta làm. Các bạn có thể làm một cái page Tích Xanh theo cách là tạo ra một cái fanpage của một cá nhân, một ngôi sao, một ca sĩ của các cái nước nó ở khác Việt Nam đi, các nước khu vực Trung Đông hay là khu vực Latin. Sau đó các bạn viết bài, các bạn đăng bài, các bạn chạy quảng cáo để page nó có độ khoảng 10-20.000 like. Sau đó các bạn dùng các cái mẹo thủ thuật để các bạn xin cái page Tích Xanh đó, sau đó các bạn bán hoặc cho thuê tại thị trường Việt Nam. Đây là chỉ thuê mỗi cái tính năng là chạy quảng cáo thôi. Và cái số lượng lượt thích, cái lượt comment cho cái fanpage cũng rất là nhiều và số lượng chốt đơn cũng rất là tốt. Các bạn có thể không tin nhưng mà một cái page hoặc là một cái cá nhân họ chạy quảng cáo fanpage Tích Xanh hoặc là họ livestream tốt, một tối họ có thể bán được từ 1.000, 2.000, 3.000 sản phẩm và họ có thể kiếm được khoảng độ 100, thậm chí 200, 300 triệu tiền lời cho mỗi tối. Và trong khi đó chúng ta có một công ty hàng trăm người, chúng ta doanh số hàng chục tỷ nhưng mà chưa chắc chúng ta đã kiếm được 200-300 triệu một tối đâu ạ. Mà cái chuyện này là có thật đấy ạ. Vâng, nếu mà các bạn không tin tôi có thể cho các bạn xem một số người. Ok, như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một cái series, một cái video bài học là livestream Facebook hiệu quả bán hàng trăm đơn mỗi ngày. Các bạn hãy nghe kỹ cái video này và làm theo cái hướng dẫn. Nếu các bạn có gặp khó khăn gì thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Tôi là một cái chuyên gia hàng đầu cũng như là có rất là nhiều kinh nghiệm, gần như là đầu tiên trên thị trường đào tạo về marketing online, tư vấn và chạy quảng cáo cho hàng trăm khách hàng, hàng nghìn khách hàng với tiêu hàng triệu đô la tiền quảng cáo rồi. Ok, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào điều đó. Một lần nữa, xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin cảm ơn.